chất tạo màu, chất tạo độ xốp, chất bảo quản. Hơn 10 loại phụ gia, hương liệu đã được tìm thấy trong khu xưởng của doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo này. Trong khi công bố thành phần nguyên liệu thì doanh nghiệp chỉ khai báo vẻn vẹn một chất mà thôi. Theo quan sát, một số hóa chất còn không rõ nguồn gốc xuất xứ và không có nhãn tiếng Việt theo như quy định. Khi vô tình rớt ra nền gạch thì có màu đỏ tươi. Dù đã bị thu giữ tại khu vực pha chế nguyên liệu, nhưng chủ cơ sở lại chối cãi và không biết về sự tồn tại của những loại hóa chất này. Cái phụ gia này dùng để làm gì ạ? Cha biết làm gì? Ở trong xưởng của mình mà. Tôi có biết về cái này đâu. Thu được ở trong xưởng của nhà mình mà. Chưa nói đến các loại phụ gia hóa chất sử dụng trong quá trình làm bánh có gây độc hại hay không. Nhưng bằng mắt thường thì có thể thấy nơi sản xuất không đảm bảo vệ sinh. Khi dây chuyền làm bánh cáu bẩn, nấm mốc, bám đầy bụi bẩn như chưa từng được lau rửa bao giờ. Thậm chí khu vực đựng bột và nguyên liệu thì còn có cả phân động vật. Thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, các công nhân vẫn thản nhiên tay trần làm bánh. Những quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm ở đây dường như không tồn tại. Sao không đeo găng tay vào? Găng tay thì không làm được. Chúng tôi cũng rất bất ngờ về cái cơ sở sản xuất của bánh kẹo của công ty này. Vì sao? Vì như vậy là điều kiện vệ sinh là không đảm bảo về an toàn thực phẩm theo quy định. Thế nhưng khi qua lò nướng, rồi bao gói bằng những bao bì bắt mắt, thì người tiêu dùng gần như không thể biết được những chiếc bánh quy sau lớp nhãn mác này đã được sản xuất bằng một công nghệ như thế nào. Thưa quý vị, dù thực tế cơ sở vô cùng mất vệ sinh, nhưng doanh nghiệp này vẫn được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm và cấp xác nhận công bố chất lượng để đưa bánh kẹo ra thị trường trong suốt những năm vừa qua. Vì đang cao điểm tung hàng bán Tết, nên bánh quy các loại sau khi sản xuất được chất đầy trong kho để xuất đi tiêu thụ. Ước tính hơn 1 tấn bánh không đảm bảo vệ sinh và số lượng lớn nhãn mác nhái thương hiệu khác đã bị cơ quan chức năng thu giữ tại doanh nghiệp này.